Một trong những ngôi nhà cũng như là một trong những bức tranh mà chúng tôi cảm thấy thực sự hứng thú khi lắp ráp tại đây. Quý vị đang nhìn thấy đó là không gian của một cái căn nhà thờ ở quê hương. Và ngày hôm nay thì chúng tôi treo lắp một tác phẩm cũng khá là nổi tiếng mà cách đây ít hôm tôi đã làm clip về ý nghĩa của tác phẩm. Và quý vị nhìn thấy căn nhà thờ Ba Gian được làm bằng gỗ rất cầu kỳ, các cái chi tiết đều đảm bảo cái độ tinh tế và gắn kết với nhau. Căn nhà mới được hoàn thành. Mà đi sâu vào phòng uống nước thì quý vị nhìn thấy gian bên phải cùng với bàn thờ là chiếc sập và bộ bàn ghế. Cửa của gia đình làm cực kỳ cầu kỳ nhưng cũng có những cái nét hiện đại, hoàn toàn bằng gỗ, giá trị rất cao. Và đặc biệt tác phẩm được treo trong gia đình chính là tác phẩm mà chúng tôi mới hoàn thiện. Quả là một tác phẩm sinh ra để treo trong những khu nhà thờ cũng như là những gia đình mà có những cái công danh hiển hách và phát đạt về đường học hành cũng như là đường quan lộ. Thực sự là chúng tôi cảm thấy rất phấn khích khi treo lắp tác phẩm trong một không gian nhà thờ có chuyên về gỗ cũng như là có những cái sáng tạo và đẳng cấp như này. Rồi.